có nên đi tham quan triển lãm của Van Gogh không? Câu trả lời là không nha, bởi vì đi xong về cảm giác rất là bực mình khó chịu luôn á. Bởi vì có quá nhiều hình đẹp và clip đẹp mà không biết phải lựa làm sao cho hết, và tôi tức là tại sao bây giờ tôi mới đi. Ôi là trời, màu sắc nhiều như vậy mà phối lên nó đẹp gì đâu luôn á. Thì hình như triển lãm của Van Gogh là cũng tổ chức mấy lần rồi đúng không mọi người, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm thử nha. Đầu tiên vô thì mình cũng phải làm thủ tục chụp hình chung với mấy bạn nhân viên chứ đúng không? Không thể thiếu được cái bước này, mấy bạn dễ thương quá à. Lúc đầu tới thì Ngân cũng không có expect gì nhiều lắm đâu, nhưng mà tới khi mà bước vô cái cổng đầu tiên thì Ngân ngỡ ngàng liền. Ngân rất là thích cái cách mà ông phối màu nha, mặc dù là cái màu cam rồi vàng rồi xanh rồi đỏ, tất cả mọi cái nó rất là khó phối chung với nhau. Dành cho bạn nào chưa biết thì Van Gogh là một nghệ sĩ rất là tài năng và dám sử dụng màu sắc nhất luôn, và gặp nhiều xui xẻo trong cuộc đời. Cứ ngỡ như ô đầu tiên là đã đẹp choáng ngợp rồi, nhưng không, bước qua cánh cửa thứ hai là vũ trụ cánh đồng lúa mì. Sao mà mọi thứ nó có thể mà đẹp như vậy mọi người, dưới cái ánh sáng đèn vàng bồng bềnh nó chứa được cái sự mà yên tĩnh của cuộc sống và thiên nhiên luôn á. À lần này đi là Ngân với chị Maggie chọn mua vé VIP luôn nha, để mà đi được hết tất cả các khu vực luôn. Cảm giác lúc này giống như là đang bị treo lơ lửng dưới vũ trụ đang bùng nổ. Di chuyển qua căn phòng tiếp theo thì chúng ta sẽ được tham quan thú cưng của Van Gogh nha. Ê, nhưng mà chưa thấy thú cưng đâu là đập ngay vô mắt ghế sofa, rất là kinh dị luôn á. Còn tăng thêm độ kinh dị khi mà chị Maggie ngồi kế bên. What the heck, cái gì vậy? Rồi đây nè, thì ra là em thú cưng của Van Gogh là mấy con gà đúng không? Quá giờ dễ thương, cộng thêm mấy em hoa hướng dương nữa. Căn phòng mà chúng ta đang đi tới tiếp tục là cảm hứng đêm đầy sao. Có thể có tiếng vang trong các ngôi sao. Wow, thiệt luôn hả? Đánh trống trong tay và khi tiếng trống vang lên, anh tin rằng trên bầu trời huyền diệu này sẽ luôn có một ánh sao nở rộ dành cho em. Oh. Tự nhiên vô đây cái thấy mình lãng mạn nghe vậy, tưởng như đang có tình yêu. Trời ơi, tự nhiên bước vô cái cung điện gương, cái hồi ức nó ùa về. Hình như là 7-8 năm trước là Ngân đã tham quan triển lãm này ở bên Singapore, cái lúc mà đi qua bên đó thi tiếp viên rồi. Không có hề nhớ cho tới khi bước vô đây luôn á, mà Ngân chỉ ấn tượng với mỗi cái này. Căn phòng này được mô tả khi mà bạn đang ở trong thế giới pha lê á, đôi mắt của bạn sẽ ngập tràn dải ngân hà xinh đẹp, và nó giống như là một thiên hà lơ lửng và lang thang đâu đó trên hành tinh vậy. Sao mà mình vô đây lãng mạn quá, mà bà Maggie bả vô đây bà cũng xoay nhưng mà nó lãng xẹt đó mọi người. Hình như vô mấy cái thế giới gương là bả bị choáng. Mọi người coi tiếp đi, cái gì mà nó gương pha lê là hồi nữa bả bị chóng mặt, bả xoay vòng vòng rồi. Oh my god, đường hầm kim cương, chỗ đẹp quá à. I like diamond nha, shine bright like a diamond. Đi tới cái khúc này là Ngân không biết là nên đi thẳng hay là quẹo phải luôn á mọi người, vô cái nó rối luôn. Cà phê Van Gogh, ủa hồi trước ổng cũng có mở tiệm cà phê nữa hả mọi người, nó dở nó chứ bây giờ là đây là phòng ngủ của ổng nè. Đường hầm xoay sao mà Ngân thích những cái họa tiết như vậy, quá đi. Ê nhưng mà mới bước vô thấy vui lắm mọi người, đứng hồi là mình tưởng như mình xoay theo cái vòng tròn đó luôn á mắt. Nhưng mà ít ra Ngân còn giữ bình tĩnh, Ngân diễn tiếp tiếp được mà mọi người coi tới lượt bà Maggie đi nè, đúng là bà sợ gương và rất là chóng mặt với những cái này. Còn đây là cái ô kính vạn hoa đầy sắc màu nha, hồi nhỏ Ngân cũng thích chơi mấy cái ống kính vạn hoa này lắm. Oh no, come on girl, stop it, đây là biển hoa hồng. Ê có khi nào mình đi cái này xong cái về cái tự nhiên mình có bạn trai không mọi người, chứ sao mà tôi thấy tôi vô đây cái tâm hồn tôi nó lãng mạn như đang yêu vậy đó, như gái đang yêu, đang có tình yêu. Cho nên mọi người thấy đầu clip Ngân nói đúng không, vô đây rất là bực mình luôn á, bởi vì quá nhiều cảnh đẹp. Tiếp tới nữa là bầu trời đầy sao vô tận, siêu đẹp siêu lung linh luôn. Căn phòng này chứa đựng những cái đốm sáng đầy màu sắc lơ lửng giữa bầu trời đầy sao vô tận, cộng thêm cái sự khuếch tán vô hạn của gương nữa thì quá tuyệt vời. Lúc này đang tưởng tượng là mình đang nằm tựa đầu lên vai của người yêu, xong rồi ánh tràn ánh tay qua. Sau đó chúng ta sẽ nhìn lên bầu trời đầy sao, sao mà nó lãng mạn như vậy nè, y như đang ở trong một cái vũ trụ rộng lớn mà vô biên vậy á. Còn bà này bà vô đây bà nhảy hip hop, trời ơi chịu nổi không nè. Ai rước bả về đi. Nãy giờ là Ngân rất enjoy những cái căn phòng gương rồi pha lê, nhưng mà bây giờ tới căn phòng ánh sáng và bóng tối thì Ngân bị chững lại nha. Kiểu như mọi thứ từ đầu giờ nó đang trôi qua quá nhanh thì bây giờ tới đây cái mình rớt lại một nhịp. Trong cái bầu không khí giao hưởng giữa ánh sáng, âm thanh và màu sắc thì du hành trở lại cái thế kỷ 19 và 20 từ đêm đầy sao do Van Gogh viết. Sẽ mang các bạn đi từ Paris mát mẻ cho tới Eris đầy nắng, và sau đó tiếp tục đi di chuyển đến quán cà phê ngoài trời và ban đêm. Ngồi ở đây ngoài được thưởng thức cái tác phẩm nghệ thuật của ông thì các bạn còn được nghe về cuộc đời của ông nữa. Có cái khúc mà nói về cuộc đời của ông, anh đang chiêu cái tự nhiên giật mình hết hồn luôn á mọi người, phải đến nghe. Nghe về cuộc đời của ông cảm thấy rất là tiếc với người có tài như vậy. Và tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển tới mê cung gương nha. Gương thì Ngân không có sợ nhưng mà Ngân ghét mê cung lắm nha. Ngân đi vòng vòng một hồi cái là Ngân lạc à. 6 năm trước khi mà tham gia chương trình Anh Chàng Độc Thân á thì có một cái thử thách là các bạn phải vượt qua cái mê cung gương thì các bạn sẽ được đi date với Anh Chàng Độc Thân. Thì lúc đó là Ngân thua nha, dẹp 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 đi, không có date gì hết đó. Tôi vô đây tôi lạc rồi, hai chị em lạc thiệt luôn rồi nè. Bạn nhân viên phải vô giải cứu hai đứa mình ra, nhục quá. Và chúng ta đang đi tới những chặng cuối cùng của cuộc hành trình luôn rồi nè. Nãy giờ thì các bạn thích cái khu nào nhất? Đây là cầu đơn trong xoáy nước tình yêu với những vì sao. Này đang giống chắp cánh ước mơ quá mọi người, anh thành thiên thần luôn rồi đây nè. Đi nhiều quá quán cái xong rồi bị skip luôn cái phòng này hên sao, chị Maggie phát hiện ra nè. Đây là tàu điện ngầm đầy hoa. Wow, ê ở trong đó là những cái tivi mà đang chạy tranh đó mọi người, đẹp quá ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển qua khu vực cuối cùng của cuộc triển lãm tham quan ngày hôm nay, biển hoa hướng dương. Wow. Khúc này thì nên ghép cái nhạc gì cho nó hợp nè, nè xoay trời ơi, hém tí là cắm đầu. Căn phòng này cho ta thấy là những bông hoa hướng
dương đang ngập tràn nở rộ như là đại dương vàng và ngọn lửa. Tự nhiên khúc này nhảy lên cái bục xoay xoay, ta tưởng như đang thử đầm cô dâu quá chị. Thì như mọi người đã thấy là ông rất có tài, nhưng mà tiếc là ông không có tham vọng, cho nên là năm 1890 Van Gogh đã kết thúc cuộc đời tuổi trẻ của mình bên bờ sông Oise ở Pháp. Và khi mà mua vé VIP thì các bạn sẽ được tặng một cái ly in hình của mình khi ra về, ta nói quà của người độc thân và người có tình yêu có khác.